em, chào mừng anh em đã quay trở lại clip mới của Nguyễn Phát nha. Thì clip này sẽ liên quan đến cái hồ cá rồng. Và hôm nay mình sẽ quyết định mua một con cá nữa. Thì con cá nào chú Hồi các bạn sẽ biết. Và ai bán thì các bạn cũng theo tiêu đề là các bạn biết rồi. Đó, bây giờ mình để quay lại cho các bạn xem hồ cá mình, hồ cá rồng mình như nào rồi nha các bạn nha. Đây, hồ cá rồng đây. Đây. Và mình cũng đã, clip trước mình cũng đã nói là mình có bổ sung thêm mấy em tai tượng châu Phi rồi. Phi phụng của mình đây ha. Rồi đây em Sam đây, em Sam đi ngủ rồi đây. Tao mới cho ăn, tao mới ăn chiều hôm qua, giờ đói nữa rồi hả? Sao nhanh thế? Rồi ok, bây giờ sẽ xách thao đi qua nhà hàng sớm bắt cá về thôi nha các bạn nha. Ok các bạn nha, bây giờ mình đã cầm một cái thao kiểu như là một thằng đi ăn xin ăn nước, ăn xin nước. Rồi qua nhà hàng sớm thôi. Đây, chỗ cửa hàng bán cá mình đây, nhà mình đây. Và ở một căn nhà qua bên đây thì mình. Chú, con bắt con cá chú. Dạ. Lấy vợt con. Ủa rồi cái này sao leo vô? Cầm cái thao giùm chú coi. Cá sấu hỏa tiễn các bạn nha. Cá sấu hỏa tiễn. Con này dài bao nhiêu rồi con? Không biết luôn hả? 450 hả? Đù mới không biết về cái hồ, chui vô cái hồ nó có bị ấy không ta? Cái đường này là cái đường của nhà trọ các bạn nha. Nên ra leo vô này nó hơi khó khăn. Dạ dạ. Cầm cầm chú. Cá nó khỏe luôn. Nó mạnh lắm. Có cái không nhảy ra ngoài nha. Đắp con về dễ con không nhảy ra. Đây các bạn. Đó. Cá sấu hỏa tiễn. Con này bự rồi, con này chắc phải 50 60 à. Tính luôn đùi chắc 60 rồi. Đó đó. Có răng nữa nè. Bán con cá chê đó luôn đi. Bắt con này bán luôn mẹ cá chê luôn rồi. À. Đưa con Hồng Vĩ mua vịt đó cho con luôn đi. Con qua ăn quăng luôn. Con khỏi mất công đi qua anh kia con mua. Hai con mày cà bằng mày lấy giá bằng nhau nói luôn đi. À. Nha. Như cũng được hết á nè, cầm chân thôi. Con lấy giùm chú chiếc dép coi. Giỡ chiếc dép là trong hành lang rồi. Chú bỏ vô trong kẹt đó. Dạ. Chắc được đó. Mày cầm đó nha. Con này nó dữ lắm đó nha. Bỏ đi mày ơi, bỏ đi đi. Để có thử rồi sao, nói chú qua đây bao nhiều cá mà nó hiền ha. Chà bự quá ta. Sợ nó lụm con Sam thôi. Ê mày đừng lụm Sam của tao nha mày. Con Sam tao 7 triệu lần đó. Không
sau khi thuyết phục thì bắt thêm một con hồng dĩ cho một mỏ vịt nữa các bạn. Mình khỏi đi mua ở ngoài. Thậu con là con để thí này gần 2 tháng con đâu có vệ sinh gì đâu, nước vẫn trong quách à. Bên này có hệ thống rồi đó. Trời con này bự quá. Bự lắm. Đó, không chuyên nghiệp ở dưới lại dùng đường mà bắt em đi. Bắt luôn đi em. Ra từ từ nó. Ông kỵ bỏ nhà cá ông nhiều quá, ông qua nhà bằng Ngọc ông cấp hả? Con này nó hiện là không phải tao nói là có con quả tiễn, có cho nói gì con quả tiễn, tao nuôi tao biết con quả tiễn dữ lắm. Anh này không có sao. Con quả tiễn này là anh quốc à. Tớp vô mấy tay chuyên nghiệp ta làm cái ngon lành không ông. Ông sẽ qua cái kiến ông biết nó nằm đâu, chắc là người già. Người già có khác không? Rồi hứng cái thao vô. Rồi, hứng cái thao vô đi rồi đinh ra. Đó. Rồi không biết một gì, ông đắp tiền vô mua cho nó đi về nay. Đâu về nay. Ok con về. Ok con về. Hello. Hello, hàng về rồi hả? Bắt cá gì? Ê dở dở lên giùm anh ơi. Dở 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 dở. Dở cái nắp lên giùm anh ơi. Test nước chưa? Test rồi. Đụng mấy cái hộ bé tí thả cá mới vô trong đây. Được, cái hồ bên kia nhỏ hơn mà nó còn sống được mà, tại vì nó chưa quen hồ thôi. Con đó nó táp con này luôn á. Con này nè, con này dữ lắm á. Thôi trời, để nuôi thử coi nó như thế nào. Coi nửa thần á, nó táp thiệt á. Để theo dõi. Để theo dõi rồi. Nè. Nó sắc lắm á, để theo dõi rồi hả, có sự cố gì thì lụm nó ra. Mày mà giữ tao qua cho qua ở chung với con La Hán là mày khỏi giữ cái con La Hán dữ quá phải. La Hán dữ quá phải tách nó ở riêng, nó qua đây nó cạp mấy con tai tượng cho quay chốc hết dãy luôn. Cái đậu xanh đó. Ok các bạn nha. Thì mình kết thúc clip ở đây. Còn cái này là sẽ để ở clip sau, hàng đã về rồi, đợi clip sau. Clip này chỉ bắt mới đầu chỉ bắt tính bắt con cá này thôi, chứ hồi lòi thêm con cá này luôn. Rồi xịn không? Rồi bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau, bye bye.